Lan Phương thương ngày nắng về, trạng tuổi 40 viên mãn bên chồng Tây, lý do mãi không đám cưới. Gần đây, diễn viên Lan Phương gây được tiếng vang khi diễn quá đạt vai Khánh trong Thương ngày nắng về. Đây là một nhân vật chịu đựng, bị nhà chồng chèn ép kinh khủng. Tuy nhiên ngoài đời, nữ diễn viên có cuộc sống vạn người mê. Lan Phương sinh năm 1983 tại thủ đô Hà Nội. Năm lên 10 tuổi, cô theo gia đình đến Vũng Tàu sinh sống. Nữ diễn viên là một trong số ít các nghệ sĩ có thành tích học cực khủng. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh và trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, có thể nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga. Nổi tiếng với các vai diễn trong phim Cô gái xấu xí, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Ông trùm, Nàng dâu Order, Cả một đời ân oán hay là Thương ngày nắng về. Dù đã 40 tuổi nhưng trên phim trông cô rất trẻ trung và xinh đẹp như gái đôi mươi. Lan Phương lấy chồng khá muộn khi cô đã 35 tuổi. Vào năm 2018, cô đăng ký kết hôn cùng với ông xã David, người Úc gốc Anh. Trong khi Lan Phương có chiều cao khiêm tốn chưa đến 1m60 thì chồng cô lại cao tới 2m, trông như là đứng bên cạnh một người khổng lồ. Được biết, khi làm việc tại Hà Nội, David đã chủ động làm quen với Lan Phương khi gặp cô trong một nhà hàng sang trọng. Mối tình của cô và ông xã rất chi là thần tốc khi chỉ trong 3 ngày sau lần hẹn hò đầu tiên thì họ đã yêu nhau. 2 tháng sau đó, Lan Phương phát hiện ra mình đã mang thai. Tháng 5 năm 2018, Lan Phương và David đã đón con gái đầu lòng đặt tên là Linda Linh. Lúc tôi có thai, anh ấy muốn đám cưới, nhưng tôi lại không muốn. Tôi chưa có cảm giác chắc chắn. Ngoài ra, tôi thấy một đám cưới khá rườm rà nên không cần một đám cưới nào hết. Đến ngày mà con chào đời, tôi mới quyết định đi đăng ký kết hôn. Cũng có thể tôi đóng vai đám cưới quá nhiều rồi nên thấy nó rất hình thức. Lan Phương tâm sự, bố mẹ chồng cô cũng rất tôn trọng quyết định của nữ diễn viên. Lấy chồng và sinh con, xong Lan Phương vẫn hoạt động nghệ thuật rất đều đặn. Cô đã liên tục xuất hiện trong các dự án phim truyền hình như Thương ngày nắng về, Nàng dâu Order, Hồ sơ cá sấu và rất nhiều sự kiện giải trí, nhận rất nhiều quảng cáo. Điều đó cho thấy được ông xã và gia đình ủng hộ và tạo điều kiện cho sự phát triển sự nghiệp hết mức có thể của cô nàng. Khẳng định chồng không phải là đại gia giàu có, Lan Phương còn công khai chuyện sống ở nhà thuê, độc lập tài chính khi sinh sống tại Hà Nội. Cô bật mí do đã có nhà tại thành phố Hồ Chí Minh, chồng lại được nơi làm việc thuê cho chỗ ở rộng rãi theo chế độ nên cô hài lòng với tổ ấm hiện tại của mình. Khi mới sinh xong 1 năm, nữ diễn viên đã cật lực đi làm, thậm chí nhiều khi phải tranh thủ hút sữa cho con mọi lúc mọi nơi ở điều kiện tệ nhất hay là phải thay quần áo trong thời tiết 5 độ tại đỉnh núi Phan Xipang. Mỗi ngày cô quay 15-16 tiếng, sau đó về nhà chăm con, cho con bú rồi lại đi làm. Chỉ cần về nhà ôm con hay là lúc nào ngồi thừ trên ghế sofa vì quá mệt, có anh chồng ở bên cạnh động viên yêu thương, thì sáng hôm sau mình lại có sức mạnh trở lại để tiếp tục đến đoàn phim. Lan Phương chia sẻ, nhiều người tỏ ra xót xa cho nữ diễn viên này, tuy nhiên cô cho biết không phải vì kinh tế khó khăn mà là do cô yêu nghề nên muốn đi làm, đã nhận phim thì sẽ cố gắng tới cùng. Sau rất nhiều nỗ lực, gia đình cô đã mua được cả nhà tại thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội và rất nhiều bất động sản khác. Năm 2020, cô mạnh dạn mở cửa hàng cà phê, ăn uống, bắt đầu lấn sân sang kinh doanh. Lan Phương cùng với David không tính toán việc ai kiếm nhiều tiền hơn ai, luôn chủ động chi trả mọi thứ trong các sinh hoạt hàng ngày. Từ lúc bầu bí cho đến khi làm mẹ và cho tới tận bây giờ, Lan Phương được chồng Tây cưng chiều hết lòng. Ông xã đã chủ động việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa để phụ giúp cho vợ, đặc biệt không ghen tuông khi vợ đóng cảnh tình cảm với bạn riêng nam. Nữ diễn viên cho biết, chồng luôn muốn mình đẹp, đóng vai nóng bỏng thì anh lại càng thích. Mỗi lần tới cảnh vợ hôn bạn diễn trên phim, anh sẽ không nhìn. Tuy là không thích nhưng David tôn trọng công việc của vợ và bản thân nữ diễn viên Lan Phương cũng biết có chừng mực của mình. Bố mẹ chồng Lan Phương sinh sống tại nước ngoài. Mỗi lần sang thăm ông bà, tôi còn chưa bao giờ phải nấu ăn hay là rửa bát. Mẹ chồng tôi hiền lắm, cứ bảo con ngồi đó không cần làm gì cả. Lan Phương chia sẻ, tại tuổi 40, Lan Phương thăng hoa trong cả sự nghiệp lẫn hôn nhân, không có gì là không có. Tuy vậy, cô tâm sự, khi mình 34 tuổi, vẫn độc thân, cô còn nghĩ mình ế. Nhưng thật may, đủ chờ đợi thì duyên sẽ tới. Hiện tại, nữ diễn viên cảm thấy rất hạnh phúc. Được biết trước đó, Lan Phương đã từng đau khổ rất nhiều trong tình yêu. Năm 2009, Lan Phương yêu anh chàng luật sư Brunei có tên là Kenvin Lojin Song. Tuy nhiên, chuyện tình này kéo dài 2 năm thì chấm dứt. Sau đó, Lan Phương lần lượt công khai bạn trai người Mỹ tên là Philips, sau đó là bạn trai người Đức có tên là Stefan. Lan Phương nhận xét, Stefan làm kinh doanh nhưng rất tinh tế và hài hước, anh còn vì cô mà quyết định ở lại Việt Nam lâu dài. Tuy nhiên, cuối cùng cặp đôi vẫn chia tay sau 2 năm. Lan Phương chia sẻ cô bị mất ngủ, đau buồn và khóc rất nhiều sau những mối tình này. Sau nhiều lần đau khổ trong tình yêu, Lan Phương cuối cùng đã tìm được người chồng ưng ý. Dù không phải là đại gia như cô nói, nhưng anh là một người chồng tốt, một người ba tuyệt vời của cô.
Chia sẻ về bí quyết luôn giữ được sự ngọt ngào trong hôn nhân, Lan Phương nói, cuộc sống của chúng tôi cũng có những lúc mâu thuẫn nhưng không nhiều, mỗi lần có xung đột kéo dài cũng không quá lâu. Thường thì là do tôi, đôi khi mình có hơi mất kiểm soát. Kiểu phụ nữ của mình là thường nhõng nhẽo, đòi hỏi và trách móc. Khi yêu những người phương Tây, những đặc tính đó không phù hợp với họ. Đôi khi những trách móc đòi hỏi của mình sẽ khiến cho người ta mệt mỏi, ngay cả mình cũng mệt mỏi. Sau rất nhiều chuyện tôi đã thay đổi rất nhiều. Với anh, mọi thứ khá chừng mực, có lẽ vì chúng tôi đã trưởng thành khi gặp nhau. Mỗi khi có điều gì không ổn, tôi sẽ nói ngay, không giữ trong lòng. Nếu có người nói Lan Phương yêu phải lấy chồng vì anh ấy giàu, thì chị sẽ nói sao? Nếu chỉ vì giàu có thì tôi đã lấy chồng từ lâu rồi, vì nhiều người theo đuổi rất giàu có chứ không đợi đến lúc gặp anh xã. Tôi đến với anh vì tình cảm thực sự. Chị nói chưa quen ai, nhưng thời gian chị bị cướp, giật giỏ, té chảy chân tay, có tin đồn Lan Phương bị một người mẫu đánh ghen, thực hư như thế nào? Lan Phương đã phản ứng rất gay gắt. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ một là do ai đó dựng nên, hai là sự thật, và điều đó làm cho tôi sợ. Tôi thấy buồn cười vì người đó tôi chỉ gặp vài lần, cách đây vài năm và chưa từng nói chuyện. Người yêu của cô ấy thì tôi có gặp một lần, ở nơi nào đó cách đây một năm, tôi còn không nhớ mặt của anh ấy. Tôi là người không liên quan nhiều đến giới showbiz vậy mà không thoát được scandal. Lần trước tham gia bước nhảy hoàn vũ tôi đã mất ăn mất ngủ về tin đồn, tôi đạo múa bài hát trong đêm chung kết. Lần này, tin đồn còn khủng khiếp hơn nữa. Ngoài tài năng múa, MC, diễn viên truyền hình, Lan Phương còn rất giỏi tiếng Anh. Cô cho biết mình cảm thấy đủ với cuộc sống của hiện tại. Về bộ phim Ăn Khách Thương Ngày Nắng Về, Lan Phương chia sẻ, khi diễn cô cảm thấy đồng cảm với vai Khánh. Người phụ nữ luôn luôn phải lo lắng, cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, nhưng ngoài đời cô may mắn hơn khi được cả gia đình nhà chồng yêu thương. Nói thật, từ ngày đóng Thương Ngày Nắng Về, thu nhập ngoài của tôi cũng tăng. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu vì khán giả yêu phim, thích nhân vật, được nhiều người quan tâm nên tất yếu các thu nhập khác cũng tăng lên. Nhưng đó là nguồn thu không ổn định vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thời điểm phim, sự lên ngôi của những phim khác, đó là điều tất nhiên nên thử thách đặt ra cho các diễn viên luôn phải làm mới mình và có tác phẩm ghi dấu ấn. Tôi cũng làm nhiều việc và làm kênh YouTube riêng của mình, nói chung tôi khá bận rộn với công việc làm nghệ thuật. Nói về cuộc sống hôn nhân, hành động lãng mạn nhất mà anh ấy dành tặng cho chị là gì? Lan Phương đã chia sẻ, chồng tôi rất bận nên việc anh ấy thường xuyên tặng hoa, tặng quà là không có. Cái điều đặc biệt là anh ấy luôn luôn quan tâm đến tôi một cách bất ngờ. Ví dụ tôi có một cuốn sách quý mua từ bên Mỹ về và em bé làm đổ cà phê lên cuốn sách đó. Sách vẫn đọc được nhưng mà bị lem, bẩn một chút. Một thời gian sau đó em trai tôi từ nước ngoài trở về, trong vali của em có cuốn sách đó. Ông xã chính là người nhớ mua để về tặng cho tôi, thay vì quyển sách đã bị bẩn. Lan Phương cho biết có thể cô sẽ lên kế hoạch để sinh em bé thứ hai. Lena bây giờ đã 4 tuổi, cô muốn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ. Và chắc chắn Lan Phương sẽ tham gia nhiều dự án hơn nữa. Diễn xuất của cô được phần đông khán giả khen là quá xuất thần, quá nhập vai và quá đã mắt.